quay những người sẽ mới tìm người quen. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi bây giờ. Tôi là Sunday. Ok, và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một video mới trên kênh của chúng tôi với Rambo. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái tựa game cũng giống như Bloodsport anh em ạ. Nhưng mà cái tựa game này có một cái đồ họa siêu cấp Jeep Pro cùng với một cái hiệu ứng âm thanh quái cái nồi anh em ạ. Và thật sự thì trong cái khoảng thời gian mà chờ Bloodsport update thì tôi nghĩ là anh em cũng có thể chơi cái tựa game này, bởi vì nó cũng có những cái chức năng khá là giống với bên Bloodsport, và cũng có những chức năng không giống nhưng mà cũng còn những chức năng thêm vào giúp cho anh em vui hơn nữa kìa. Thì thật sự là nói thiệt với anh em là mấy bữa nay chờ Bloodsport update cũng khá là lâu anh em ạ, nên là cũng khá là bị chém, anh em không có game gì để mình cày cuốc á. Chơi đo thì không cày được rồi. Dạ đúng rồi, đo cày 100 cửa là hết rồi. Và chơi mấy cái tựa game khác thì lại cày không cày được. Thế là ngày hôm nay sẵn tìm được cái tựa game này thì mình quyết định giới thiệu đến với anh em luôn. Thì anh em muốn chơi tựa game này anh em có thể bị xuống bên dưới cái phần mô tả để anh em lấy cái đường link mà chơi game nha. Ok, và trước khi bắt đầu để cho anh em biết được trong tựa game này có gì đây em, thì anh em đừng quên, nếu bên nào lại đi ngang qua phát của đá té đập mặt vào video này bạn đừng quên là một like, một xem một subscribe, một comment cho kênh YouTube của Cine Vlog, bởi vì những điều đó rất là miễn phí và rất nhanh nhạy với các bạn, nhưng nó lại là cái nguồn động lực rất lớn để luôn hay làm nhiều video hay hơn cho bạn xem nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn có một video vui vẻ. Let's go. Hello, 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 1, 2, 4, hello. Ok các bạn à, hiện tại thì tôi đang ở trong đảo Tân Thủ. Quái đạn chưa, quái đạn chưa. Thì nói chung là vừa vô là anh em mấy cái đồ họa của cái tựa game thì nó phải gọi là bá cháy bỏ chết khủng khiếp quái trưởng đúng không các bạn. Và đặc biệt hết là cái hiệu ứng âm thanh anh em nghe nè. Anh em hay thấy mấy cái tiếng chim không? Đây tôi sẽ vặn to lên cho anh em nghe thử cái tiếng chim nè. Đó, anh em nghe mấy cái tiếng chim không, rồi mấy cái tiếng mà hả dash, mấy cái tiếng lướt của cái con nhân vật ở trong game mình em đã, trời ơi, nghe nó đã dã man anh em không. Rồi trong game này thì anh em cần chôn là anh em có thể chạy nè. Trời ơi anh em nhìn hiệu ứng hiểu không? Ủa mà sao sau lưng tôi lại có cánh vậy? Ơ tôi đừng bảo là vừa vào tôi tập thiên thần nhá. Thật sự thì cái game này nó có những cái đảo và nó có những cái như là melee hay là kiếm hay là fruit, khá là giống với lại bên Bloodsport anh em ạ. À, nhưng mà ban đầu anh em vào chơi thì anh em sẽ không có kiếm với cả không có fruit đâu nha. Thì hai cái này anh em phải mua đó. Còn khiên với lại melee thì mới vào là anh em sẽ có được một cái chiến đấu cơ bản, thì nó đấm khá là dễ em ạ. Cái chiến đấu cơ bản thì anh em chỉ có đúng một chiêu duy nhất thôi, là cái chiêu nó sẽ dầm xuống cái mặt đất và khiến cho cái con quái vật nó bị thương anh em ạ. Và anh em sẽ nhận nhiệm vụ từ những cái con NPC bên đây. Ôi, thấy giống như bên Bloodsport chưa? Giống chưa? Giống chưa? Thôi, anh em nào mà cày quen bên Bloodsport rồi anh em qua đây anh em cày cũng khá là nhanh đó, bởi vì anh em có kinh nghiệm rồi. Và sau khi anh em cày đủ tiền rồi anh em lại đây nè. Đó, anh em sẽ mua được cái kiếm này. Tôi đang sử dụng cái kiếm khá là phèn anh em ạ. Tại vì tôi cày mới được có một chút xíu là tôi quay cho các bạn coi luôn đó. Tại thấy cái tựa game này nó cũng đỉnh cao anh em ạ. Nhưng mà có một cái mà tôi thấy cái game này nó không được bằng Bloodsport, đó chính là cái hướng dẫn nhiệm vụ anh em ạ. Cũng có thể là tôi chưa tìm ra, nhưng mà cho đến hiện tại thì tôi vẫn chưa thấy có bất kỳ một cái la bàn nào để chỉ tôi đến cái đảo tiếp theo hết. Nhưng mà bù lại thì ở đây chúng ta sẽ có một cái bản đồ. Đó, nó sẽ có một cái bản đồ như thế này nha các bạn ơi. Rồi những cái đảo trên đây sẽ là những cái cấp mà chúng ta có thể lên được nè. Đây, cái đảo 35 là sau khi chúng ta hoàn thành xong cái đảo cấp 0 thì mới sẽ lên đảo 35 đúng không? Thì tôi cũng không biết xác định phương hướng cái đảo này như nào, nhưng mà theo như nãy giờ tôi chơi á thì anh em đừng có xác định theo kiểu anh em đi ra sau bên sau kia anh em xác định nha. Mà đây, anh em thấy cái đảo 200 với đảo 150 đúng không? Cái đảo 200 là cái đảo bên đây nè. Đó, còn cái đảo 150 là cái đảo bên đây. Rồi cái đảo 120 với cái đảo 35 thì cái đảo 35 anh em nhìn qua đây nè. Nhìn vậy anh em thấy tự nhiên, ủa sao tự nhiên trên bản đồ này nó nguyên cái khu rừng rậm Amazon vô cái là lạc luôn trong đó đúng không? Nhưng mà ở đây thì tự nhiên không thấy cái cây nào hết trơn. Yên tâm anh em chạy qua thấy cây liền, tại vì ở đây thì đứng sau á không thấy cây thôi. Còn đảo ở đây là đảo 120 nè, đó cứ thế mà anh em tính, mà anh em cứ quy chiếu theo cái bản đồ mà anh em đi thôi ha. Thì đó là cái duy nhất mà tôi thấy mà cái tựa game này nó không bằng được Bloodsport, đó chính là cái việc mà nó không có một cái bộ để cho chúng ta có thể biết được là cái đảo tiếp theo chúng ta tới là ở đâu. Ôi, nhưng mà như thế này thì khéo là hay anh em à. Tại vì tôi thấy hả, hải tặc thường là ta sẽ dùng la bàn. Ừ, như thế thì lóc nó đúng với ta. Thôi, nhưng mà tôi thích tự tìm được. Ừ. Và ở đây là một con nhân vật quay trác quỷ anh em à. Đây, quay trác quỷ này sẽ là hiện tại cấp của tôi là tốn 28k berry lận. Thì cái trái lôi này là một trong những cái trái khá là mạnh. Hình như nó cũng xếp vào dạng huyền thoại, thần thoại gì đó. Để tôi coi thử coi. Đây, trái lôi. Đó, trái lôi một loại trái cây huyền thoại anh em không, hệ Logia. Lên tới trái này hình như là trái chấn động nè. Trái Mochi với trái thanh long là nó thuộc dạng là trái thần thoại rồi anh em. Còn trái lôi này thì chỉ là trái huyền thoại thôi. Tôi quay phát đầu tiên tôi ra trái huyền thoại luôn anh em, thấy dữ dằn không? Không thể tin nổi. Rồi đi cày liền chứ. Và tất cả những cái tuyệt chiêu đến máu hoặc là thậm chí là tất cả mọi thứ ở trong đây thì anh em không cần phải nâng mastery như ở bên bên Bloodsport. Ở trong tựa game này thì cái cách mà anh em có thể farm á là anh em sẽ đi anh em farm click chuột vậy nè. Đó. Anh em có thấy có những cái chỗ mà nó cộng sức mạnh lên không? Đấy. Thì cái cách ở bên đây
Đây là cái cách để có thể tăng cái sức chiến đấu của anh em. Cái cấp bên đây nó càng cao thì cái lượng đam anh em gây ra càng khủng. Và đặc biệt đối với những cái trái mà có nhiều chiêu giống như những cái trái cá quỷ này á, cấp cao ở trái quỷ không nghĩa là anh em sẽ mở khóa được những cái chiêu này nha. Và để mở khóa được những cái chiêu này anh em phải lên cái mastery này. Đây cái làm chủ nè. Nó dịch ở tiếng Việt nó hơi đùi xíu nhưng mà cái này là mastery anh em ạ. Thì để có thể lên cấp để tăng đam thì anh em chỉ việc đấm thường vậy thôi. Còn nếu như mà để lên mastery thì anh em phải đấm quái. Đấm như này. Đó bây giờ cấp tôi khá là cao là bây giờ tôi đấm quái vài gõ ở đảo số 1 rồi là quái nó chết rồi anh em ạ. Qua đảo 2 thì may ra còn quái còn sống được xíu. Đó, anh em thấy cái mastery của tôi nó đang lên không? Đây tôi sẽ đánh cho nó lên mastery tiếp theo 70 cho anh em coi nha ha. Đó, đó, đó lên mastery 70 rồi anh em thấy không? Thì khi mà lên mastery này thì anh em có mở được những cái chiêu bên đây. Đây anh em thấy những cái chiêu là thủ tục 85 là thủ tục 225 này nè. Là ở đây là lên cấp 85 thì anh em mở được. Ở đây dưới đây là lên cấp 225 thì anh em mở được. Thì có một cái mà tôi thấy khá là đỉnh cao cái dây sấm sét ở trong đây là cái dây sấm sét ở trong đây cái chiêu C của nó dịch chuyển siêu xa luôn anh em ạ. Xa quái cái chữ luôn. Đây để tôi đứng ở đầu đảo thì dịch chuyển anh em coi này nha. Đây dịch chuyển qua bên đây nè. Như nè. Đấy, thấy chưa? Đây tôi dịch chuyển tới cuối đảo luôn. Mà nha, chưa kể nha, khéo khi tôi dịch chuyển qua túc bên cái đảo bên kia cũng được luôn á anh em ạ. Một phép ít thôi. Đỉnh cao siêu cấp VIP Pro vậy chứ. À còn một cái nữa mà tôi quên nói với anh em, đó chính là những cái trái cây ở trong đây, trái nào anh em cũng có thể đấm thường được luôn nha. À, nhưng mà bù lại thì anh em sẽ không có bất kỳ cái chiêu nào khi mà anh em mới ăn trái quỷ hết mà anh em phải đi đấm thường như vậy nè. Đó. Được rồi. Và mình thì mình cũng mới nạp Robux vô anh em ạ. Nên là tôi sẽ mua một cái game pass, đó chính là lưỡi dao bóng tối. Để cái này là cái dao về cái lần tối thường ở bên lắp phố đó anh em, là cái cây mà đắc blade đó. Đây nè, bên đây có mà đắc blade Kokuto nè, đó. Đây đô la thần trưởng anh em, mà Robux thần sầu nè. Rồi dứt. Rồi ok, xong rồi mình sẽ vô đây ha. Ở đây nó có một cái túi sách nè. Mình sẽ trang bị cái cây Kokuto này vô. Mà có một điều đặc biệt ở bên cái tựa game này là khi mà anh em quay những cái trái quỷ nè thì anh em sẽ không thể nào mà quay bằng mua vĩnh viễn nha. Không mua vĩnh viễn được nha, tức là anh em mua được cái nào nó sẽ ra cái trái quỷ cho anh em ăn luôn. Chứ anh em không mua vĩnh viễn được. Và đặc biệt hết á thì những cái trái cây ác quỷ ở bên đây á thì nó mua bằng tiền khá là đắt anh em ạ. Đây nè, những cái trái thần thoại này nó không 12 triệu berry. Thì những cái trái những cái berry này ở bên lốc túi thì cày khá là dễ, còn bên cái này tôi mới chơi tôi không biết là cày có dễ hay không, nhưng mà nói chung là cây đắp vết của tôi. Vậy là bây giờ mình đổi kiếm, mình không phải cày lại từ đầu anh em ạ. Mình đổi kiếm mình không thể phải cày cấp lại từ đầu, tức là cái đam của cái cây kiếm này nó vẫn như vậy. Cái thứ mình cần cày lại là cái cấp của cái cây kiếm thôi. Thì hiện tại là cái cây đắp vết này thì chúng ta có được 4 chiêu. Ôi rồi bên Lockfruit hình như là chỉ có 2 chiêu thôi anh em. Bên đây tận 4 chiêu. Và đồng nghĩa với đó là việc chúng ta phải cày mastery ấy chĩa luôn anh em. Rồi thôi, bây giờ để mình chạy qua cái đảo thứ hai để mình farm nha. Tại vì cái cấp hiện tại của tôi nó phải qua đảo thứ hai nên mới vừa anh em ạ. Bây giờ mình sẽ thử dịch chuyển bằng cái nó không tới được anh em ạ. Nhưng mà cũng là một cái gì đó nó quay trưởng á nha anh em. Mặc dù là nó không tới được nhưng mà khá là xa anh em ạ. Anh em có thấy cái tầm dịch chuyển của cái trái lôi bên đây nó xa xa quay trưởng luôn á chứ. Ông nào nói không xa là dối lòng đảm bảo. Rồi mặc dù là bây giờ là tôi đã mua những cái như là x2 hết rồi anh em ạ. Đây. Ở đây là tôi mua cái x2 mastery xong rồi x2 cấp lên luôn rồi. Mà cày cấp thì nó vẫn khá là lâu. Nhưng mà không sao, tôi sẽ cố gắng anh em. Rồi. Nhận nhiệm vụ, sau đó đi farm thôi nào. Let's go. Ôi trời ơi, ok đây mà. Hồi nãy cái lúc mà trước khi bấm quay cho anh em coi ấy, thì tôi có thấy được một cái ông bán kỹ năng ở trên đây. Nhưng mà tôi chưa kịp mua. Tôi chưa kịp mua mà tôi chưa đủ tiền mua anh em. Bây giờ tôi đủ tiền mua rồi. Giờ tôi sẽ lên thôi. Ông này như học kỹ năng nhảy anh em ạ. Đúng rồi, Lux the Zoom Master. Đây. À, kỹ năng này có thể giúp cho mình nhảy liên tục được anh em ạ. Cái chiêu này hình như là cái chiêu của CP0 anh em ạ. Cái chiêu của cái ông Lucy ấy. Cái ông mà ăn trái báo ấy. Ủa nhưng mà như nào là hết năng lượng anh em nhờ. Hồi nãy thì nhảy thấy nó nhảy nhiều vãi, tự nhiên cái nhảy hồi hết nhảy anh em. Bây giờ mình vừa mới nhận nhiệm vụ defeat Godzilla King. Rồi bây giờ mình sẽ thử đánh con này coi bao nhiêu máu đây. Ui rồi ôi 2k máu rồi, dễ anh em ạ. Dễ, ui trời ơi, một quẹt nữa cái máu thế rồi. Cái con này nó không khó bằng cái con Godzilla King ở bên Lockfruit anh em. Ê bên em luôn, anh em nào mà đã từng chơi Lockfruit rồi anh em chắc chắn sẽ bị con Godzilla King hành lần đầu khi mà anh em là tân thủ, nhưng mà không ai hướng dẫn anh em cái cách chơi mà cày cấp nhanh đó nha. Mà anh em mới đầu anh em chơi Lockfruit luôn là hứa với anh em luôn, anh em nào cũng phải bị con Godzilla King hành một lần. Hey.
Hồi đó tôi đánh với nó tôi bị hành vãi chưởng luôn á. Và hình như con này là thuộc dạng boss nên là nó spa cần thời gian anh em ơi. Được rồi, để tôi coi nào, để qua đảo tiếp theo thì chúng ta cần cấp thứ bao nhiêu đây. Để qua đảo tiếp theo thì chúng ta cần lên cấp 75 anh em ạ. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi farm mấy con khỉ đột được vậy cũng được. Ok các bạn à, mình đã lên được cấp thứ 75 và mình hãy qua được cái đảo tiếp theo luôn rồi. Và đồng thời thì mình cũng đã cày được cái chiêu ích của cái cây kiếm đắc blade rồi anh em ạ. Và với hai chiêu này bây giờ chúng ta là có cây một cây đắc blade có số chiêu bằng với bên Lock Foot rồi hả anh em. Dạ mình thử ha. Cái chiêu Z thì nãy anh em thấy đó, nó sẽ chém một cái đường ngang như này. Còn cái chiêu X thì sao đây? Hey. Ô cái chiêu X như này ảo Macarena Mafia gì UK vậy? Từ từ lại nè, cho em kênh tiền yêu nè. Ok để coi cái chiêu X kia được bao nhiêu đam đây. Ôi 1290 đam anh em ạ. Còn chiêu Z là 1018. Nói chung là mình không biết cái định giá cái gì ta. Người ta gọi là cái đó là cái gì nhỉ? Cái đó là cái giá trị đam ở trong cái game này nó được tính như thế nào? Nhưng mà tôi nghĩ chắc là cao chứ nhờ, 1000 mấy là cao chứ nhờ. Mà nhớ tới cái việc máu, mấy cái thứ tôi quên là tôi chưa nhắc anh em là trong cái tựa game này anh em để tăng máu á. Anh em chả cần làm gì hết trơn á. Anh em thấy cái số 2 không? Cái khiên nè. Đây, cái khiên này nè, thấy không? Anh em bấm vào cái khiên xong rồi anh em bấm liên tục. Anh em chỉ cần treo, anh em cho con chuột của anh em bấm liên tục như thế này. Đó là auto, nó sẽ lên máu cho anh em. Đây, cái cấp phòng thủ dưới nè, anh em nhìn cấp phòng thủ dưới đây nè. Đây, cấp phòng thủ dưới đây nè. Đó, thấy chưa? Nó lên máu anh em thấy không? Nó lên máu nè. Đó, thì cái cách để lên máu ở trong game này dễ vô cùng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ quay về bên cái đảo bên kia để chúng ta sẽ bắt đầu quay số trúng thưởng anh em ơi. Ok. Quay số trúng thưởng nào. Rồi, có số muốn mua một giá của ngẫu nhiên mà sẽ tốt. Ôi nãy mới đập đớp ca, bây giờ 50k là sao vậy? Ôi trời ơi, chết rồi, tôi bị lừa tiền rồi. Không sao anh em ạ, mình có bị lừa thì mình mới khôn ra được, đúng không các bạn? Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ok, bây giờ để tôi đếm thử coi là cái skill nhảy này sẽ nhảy được bao nhiêu lần nha. Bây giờ mình đếm cả, tính luôn cả lần nhảy thường nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 17 lần anh em ạ. Nó sẽ nhảy được 17 phát nha các bạn ơi. Ôi mà anh em thấy cái tiếng với là cái hiệu ứng nhảy của bên đây nó đẹp không? Như này. Đẹp vãi luôn ý. Nhưng mà bị cái là skill ở bên đây nó ra nó hơi chậm anh em. Skill nó ra nó hơi chậm, với cái là nó ra thì nó sẽ không có được linh động để mà PvP giống như ở bên Lock Foot. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là mỗi game sẽ có một cách PvP riêng. Còn hiện tại thì tôi chưa lên tới cái tầm mà đi PvP được, nên là bây giờ chỉ đi cày cấp thôi. Ok, bên đây thì chúng ta nhận được cái nhiệm vụ thứ 75. Người đàn ông hiu lu nói chung là đánh ai đây? Đánh bài hề. Ok. Đây rồi, chú hề đây rồi. Một chém. Ui thằng này bắt đầu mạnh rồi nha anh em. Một chém không năng thiên là hơi mạnh rồi nha. Thế thử chiêu ích coi nào. Ui, chiêu ích chém một phát hai con luôn em. Ảo mắc ra đây vậy. Giờ mình nên đánh chú hề luôn nè. Ai cha, tao không đánh mày rồi mày đánh tao. Ai cha, con quỷ này. Tới công chuyện mày tới công chuyện mày con trai. Trời ơi. Ai cha, cái tiếng nổ ở đây là do ông này à. Ông này hình như là trái hề lửa anh em ạ. Ông này hình như mới bị đấm xong nên là bây giờ tôi BBB với ổng không được nè. Ok, thôi tập trung mà farm để lên Mastery 50 để coi là cái chiêu C của cái cây đắc blade này nó như thế nào đây các bạn ạ. Ai cha, tôi vừa mới thấy được cái con vua biển của. Ôi, đây là vua biển của game này anh em ạ. Ui đỉnh thật sự. Ê con vua biển này đỉnh nha anh em. Con vua biển này đẹp nha. Vua biển này là y chang trong phim luôn nè. Siêu đẹp luôn á. Ui đẹp quá thế mà. Đẹp quá. Ui con vua biển này đẹp quá. Ôi tôi nghĩ là tôi sẽ sử dụng cái cây đắc blade để cày luôn anh em ạ. Tại vì tôi nghĩ là cây đắc blade này giết vua biển này chắc cũng lên hơi nhiều mastery đó. Bây giờ tôi đánh mấy con hề ở đây đánh quá trời của đất luôn. Đánh muốn ấy chĩa luôn vậy á. Không có được một cái mastery nào cao anh em ạ. Cũng lên được 46 mastery này không cao gì trời. Thế nhưng mà nói chung là tôi nghĩ chắc là đánh vua biển nhanh hơn anh em. Ui vậy là game này là nó còn có cả những cái kiểu như là sự kiện vua biển như này cho người chơi đánh mà. Còn vua biển này vua biển đẹp nha anh em, không phải vua biển xấu nha. Đẹp nha, vua biển này đẹp đấy. Rồi, này là y chang trong phim này. Ủa chứ game này bắt đầu làm tôi cảm thấy thích rồi đó anh em ạ. Game này bắt đầu làm tôi cảm thấy hứng thú để tôi chơi, tôi cày rồi đấy. Thật kìa, bao nhiêu thằng mày không đấm, sao mày lại đấm tao? Con quỷ vua biển này. Thật ra là mình phải đứng xa mấy ông kia ra anh em ạ. Tại vì mấy ông kia khéo hình như là mấy ổng còn có cả bật BBB cơ. Toàn mấy ông kiểu, ui ôi, toàn mochi với cả là trái cao su này không anh em ạ. Trái cao su
lưu ở bên đây thì hơi bị mạnh nhé anh em. Tôi không biết là có lên được V4 hay V5 không, nhưng mà tôi thấy cái kèo là trái cao su bên đây được xếp vào dạng gọi là huyền thoại ấy là cũng mạnh ấy. Rồi chắc ngày mai nếu anh em bây giờ anh em vote đi nha. Nếu như mà anh em bấm subscribe nhiều, tôi sẽ test trái Mochi trước. Còn nếu như anh em bấm cái nút like nhiều, bấm like cái video này nhiều á, tôi sẽ test thử cái trái cao su trước cho anh em coi, để anh em có thể cân nhắc về cái túi tiền của mình, để anh em có thể lựa chọn kỹ lưỡng trước khi mua một trong hai cái trái này ha. Rồi, vua biển sắp chết rồi. Bây giờ để coi là chúng ta sẽ được bao nhiêu mastery sau khi tiêu diệt được cái con vua biển này đây. Giết được vua biển rồi. Ủa? À trời ơi, giết con vua biển này đam phải to nhất mới ăn được anh em ơi. Phải đam to nhất mới lấy được đồ với cả được mastery hay gì đấy. Trời ơi, làm nãy giờ vô cày anh em mà tôi mới chơi mà làm sao tôi bằng mấy ông đó được. Ê, nhưng mà trịnh trọng thông báo tiên bối anh em luôn, tôi đánh con vua hề này nãy giờ tôi lấy được nguyên bộ đồ full đồ luôn anh em ạ. Ui rồi. Mà trong tựa game này nó có một cái hay nha, nó có trang bị giáp cho anh em, và khi mà anh em trang bị giáp nó sẽ lên máu cho anh em. Đây nè, để tôi test cho anh em coi nè. Bây giờ tôi sẽ tháo cái bộ giáp này ra nha. Đây, tháo giáp ra. Đó, tôi tháo giáp ra, tôi là giang hồ. Tôi tháo giáp ra, tôi còn 1001 máu này, đúng không? Đây, giờ tôi trang bị giáp vô ha. Đó, hồi nãy tôi có cái giáp cướp mà tôi không để ý nè mà. Đây, giờ tôi trang bị full bộ giáp hề vô nè. Lên 1170 máu này, đúng không? Đấy, nói chung là cái game này nó có nhiều tính năng hay quá đấy mà. Thực sự rất hay luôn đấy. Rồi tôi bắt đầu, tôi cảm thấy tôi có hứng thú, tôi cày cái tựa game này rồi đó nha. Rồi bây giờ để coi là khi mà chúng ta lên được cấp 50 thì cái tiền chiêu của cái cây kiếm vô ru này của chúng ta sẽ là cái gì đây anh em ạ. Mà tôi cũng sắp đủ cấp đi qua cái đảo tiếp theo luôn rồi. À không, quên anh em ạ. Nếu như mà anh em cày cái đảo này thì tôi khuyên anh em nè. Đầu tiên là anh em, nếu như mà anh em làm nên cái nhiệm vụ con hề rồi á, thì anh em sẽ đi lên trên đây ha. Anh em nhận cái nhiệm vụ đánh 5 cái con kẻ giết hề nè, cái con mà Cloud Killer này nè. Đó, anh em làm cái nhiệm vụ đấm 5 cái con này trước. Đó, anh em cứ làm theo cái trình tự okay. Như tôi nè. Rồi, sau khi anh em đánh đủ 5 con hề xong ha, 5 con killer ok. Ủa, hình như là còn một con tôi chưa giết thì phải. Ok, đủ đam à. Đây, sau khi đánh xong 5 con killer rồi ha, anh em sẽ chạy xuống đây, anh em sẽ nhận cái quest để đánh con vua hề. Đây, nhận cái quest để đánh con vua hề này, chấp nhận ha. Rồi, anh em lại tiếp tục, anh em chạy lên trên đây, anh em đánh con vua hề trên đây. Đó. Rồi ha, đánh vua hề xong anh em chạy qua anh em nhận cái nhiệm vụ đánh 5 con cướp biển killer ở bên đây liền. À, tôi có cái cây kiếm này, nó có cái sát thương diện rộng khá là cao. Nên là để đánh được những cái con này mà theo kiểu dạng nhiều con một lượt thì nó khá là dễ anh em ạ. Rồi, sau khi đánh xong 5 con này chúng ta lại một con quá trời. Rồi đánh xong con này thì vừa kịp lúc con vua hề nó spam lại luôn em. Thật ra là anh em vừa đánh xong 5 con đó, nãy giờ tôi đánh hơi lỗi thôi. Chứ thật ra là anh em vừa đánh xong 5 con đó, anh em xuống đây anh em nhận cái nhiệm vụ này xong rồi, thì anh em chạy lên thì là vừa kịp lúc con vua hề nó spawn ra luôn. À, cũng vừa kịp lúc tôi đạt được cấp 20 luôn rồi nè. Quá ngon đào cành lành, trời ơi. Rồi, cây kiếm lên 50 thông thạo luôn rồi. Có cái chiêu C rồi. Chiêu C là gì đây? Gạch chéo, dấu gạch chéo 3 hả? Là gì đấy? Để coi nào. Ôi vãi. Ôi không biết nói gì hơn là từ ôi vãi luôn á. Ôi cây kiếm vô ru ở trong game này nó bá đạo quá các bạn ơi. Đầu tiên á, cái chiêu X nè là một cái chiêu vụt một phát là có một cái đam lan khá là rộng xung quanh người mình. Chiêu thứ hai là chiêu X là một trong những cái chiêu mà tôi cảm thấy là nó khá là bá, tại vì anh em bấm xong rồi anh em có thể đi chỗ khác để anh em chém luôn, nó vẫn giữ chém cho anh em. Và cái chiêu C là cái chiêu đỉnh cao nhất anh em ạ. Nhìn nè, thôi anh nhìn thấy cái chiêu C không? Nó giống như cái chiêu của cái cây kiếm bùa vô ru ở bên đâu nhỉ? Bên Lock Food anh em. Ủa cái cây này mà lên level 100 thì nó sẽ như nào ta? Ôi nó lại ở Macarada Mafia bãi trưởng nữa. Rồi giờ để mình thử ha. Mình sẽ dùng cái chiêu X này. Xong mình dùng thử chiêu C. Ui, trong lúc dùng chiêu X anh em có thể dùng chiêu khác, và anh em có thể dùng những cái món vũ khí khác để anh em đánh luôn nha anh em. Đây ví dụ nha, anh em dùng chiêu X cho anh em chuyển qua trái lôi, xong rồi anh em bắn. Đó, nó vẫn được anh em ạ. Thế thì quả combo dồn đam nó lại vãi trưởng á. Được rồi, và ở đây là đảo 35, trên đây là đảo 75. Và chúng ta sẽ về bên đây sẽ là đảo 120. Ok. Ôi xa thế. Thôi mà không sao cả. Tôi có một quả tàu chiến chất lượng vãi trưởng, quả tàu chiến 100 belly. Hả?
Tôi sẽ đi bằng quả tàu này để tôi đi qua bên kia. Ôi nhưng mà tàu trong đây nó chạy công nhận là chậm thiệt nha anh em. Siêu chậm luôn. Ôi ôi nhìn cái quả bo cua nè anh em ạ. Thôi cái quả bo cua này. Thôi cái quả bo cua. Quái cái chữ thiệt bằng cái mâm luôn á. À khoan, tôi quên em ạ. Tôi quên. Trên mỗi cái đảo nó sẽ có những cái ẩn, nó có những cái con NPC ẩn để chúng ta có thể mua những cái tuyệt chiêu, ví dụ như mele rồi đó. Thì hai cái đảo kia thì cái đảo đầu tiên á thì tôi mua được cái cú đấm này. Đó. Thì nói chung là cú đấm này mặc định mới vô nó có rồi nhưng mà không hiểu sao nó vẫn để cho NPC bán cú đấm này nữa, ảo ma cái đao quá trưởng. Cái đảo thứ hai thì tôi lấy được tôi mua được cái nhảy liên tục này. À đây cái đảo thứ ba nằm đây nè. Đây, thấy cái đảo thứ ba rồi. Thấy con NPC của đảo thứ ba rồi. Đây, để coi con này sẽ bán cho chúng ta cái gì đây. Bước chớp à. Ồ, sao giống Soru quá ta. My peer, I drop it in the sea and some kind of cow at it. Thế bây giờ để cầm được Soru thì chúng ta lại phải đi tiêu diệt một con bò biển ấy nè. Trời ơi. Gì đấy. Thôi các bạn ạ, hôm nay thôi đợi khi nào mà chúng ta mạnh mạnh tí rồi chúng ta sẽ làm nhiệm vụ chúng ta lấy Soru nhá. Ôi chứ Soru tầm này đi tiêu diệt bò biển hồi nãy nó quýnh cho tôi rồi là muốn ấy chĩa luôn à. Bây giờ mà đi tiêu diệt nó chắc nó quýnh lại chắc cũng tầm đó, ai cũng ấy chĩa đó anh em ạ. Ôi à đây à, đảo này đảo 120 phải đảo bên kia anh em ạ. Tôi nhầm cái đảo bên kia. Được rồi, vào việc. Ô đi vòng vòng thôi. Ủa sao có trái quỷ hay vậy? Ô trái gì đây, trái gì đây, lưu trữ nè. Ôi ôi này mà ra trái huyền thoại chắc tôi nhảy dựng lên luôn quá anh em ơi. À may quá, đó chỉ là trái đào trắng trái hiếm thôi anh em ạ. Ôi trời ơi, tưởng đâu chạy vòng vòng kiếm được trái trái quỷ xịn chứ ngoại trưởng. Giờ tôi mới chân nhận ra một cái thứ nó khá là ví dụ à lộn, nó khá là ảo diệu nữa anh em ạ. Đó chính là bên đây thì cái số mana nó cũng tương tự như ở bên kia anh em ạ. Để anh em có thể đạt được một cái lượng mana cao, cái lượng mà SP cao, tức là stamina cao ấy, thì anh em phải cần cày cái melee. Đây đó, tôi đang cày cái nắm đấm bình thường của tôi này, tôi lên stamina này đúng không? Uầy, cái là hai từ game này nó cũng tương đồng nhau anh em ạ. Nhưng mà nói thật thì đồ họa game này tôi lại thích hơn. Rồi, nói chung thì cái cây đắt bếp thì tôi sẽ để dành chiêu V ở tầm sau, tôi sẽ cày cho anh em coi ha. Được rồi, còn bây giờ thì trước khi kết thúc video tôi sẽ thử random thêm một lần nữa để coi chúng ta sẽ ra được trái gì đây nè. Ok, random. Trái gì đấy? Ủa trái smoke à? Ủa trái smoke à? Phải không? Ủa trời ơi, trái smoke. Ê, ủa trái smoke trong đây là sử thi à? Ôi, nói chung là cũng được anh em. Nói chung là cũng được. Ok, nói chung là đây là một cái tựa game nó khá là hay khi mà để cho anh em có thể cày cuốc, có thể chơi. Thì anh em có thể xuống cái đường link bên dưới phần mô tả để anh em có thể vào cái tựa game này anh em chơi. Ủa, nó đi vòng vòng lại lượm được một giấy nữa, what the. Ủa gì vậy? Chơi gì đây? Ủa, cái tình yêu vẫn hiếm anh em ạ. Nói chung là, ok, nói chung đây là một cái game cũng khá là ổn để anh em có thể cày cuốc và cày đồ. Thậm chí là anh em cũng đừng lo về cái độ chất lượng của game này. Chất lượng ấy, game thì đồ họa nhìn khá là cuốn, shader, bling bling các thứ rồi đấy. Nói chung thì nhà với cả là các thứ đất đá xung quanh thì nó cũng không khác mấy về Blackfoot đâu. Nhưng mà được cái là game này nó còn thêm cả shader với các thứ đồ vô và cả cử động nhân vật các thứ thì nó đẹp hơn. Và một cái nữa là quái cho mấy không di chuyển được nha anh em, đứng yên chỗ quýnh thôi. Đó là nói chung là video này cũng được rất rồi, và nếu bạn nào thích video này đừng quên để một like, một share, một subscribe cho mình cho kênh YouTube của Siro Blog để sẽ có được nhiều video hay hơn nhé các bạn ơi. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại bạn những video kế tiếp. Bye bye.